Đây là một ngày rất là đặc biệt đối với kênh Lộc TV. Các bạn nhìn đi, đấy. Đây chính là chiếc bánh hình nút bạc. Wow. Chiếc bánh hình nút bạc này là để ăn, để chúc mừng các bạn nhá. Đấy. Còn đây chính là nút bạc để treo lên làm kỷ niệm nhá các bạn nhá. Đấy. Cái nút bạc này thì hơi nhỏ ạ. Mình, các bạn hãy ủng hộ mình để mình có nút vàng. Lúc đấy mình sẽ làm cái bánh sinh nhật to bằng cái bàn này để chiêu đãi các bạn và các bạn cùng ăn nhá. Các bạn đã bao giờ thấy cái bánh hình nút bạc như thế này chưa? Siêu to khổng lồ luôn. Đấy, nến thắp xung quanh rất là đẹp. Chúng ta sẽ cắm vào giữa nhá, cho nó sáng nhất đêm nay luôn. Wow. 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 Châm 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 châm. Đấy. Đấy. Sáng chưa? Wow. Đây chính là ngọn lửa sáng nhất đêm nay. Wow. Bật pháo hoa thôi. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật nút bạc của chúng ta. Chúc mừng nút bạc của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yeah. Wow. Wow. Rất là ý nghĩa luôn. Đây. Phần thưởng của mẹ đây. Mẹ cảm ơn. Đây, phần thưởng của em đây. Yeah. Đây, phần thưởng của mình đây. Mời các bạn nha. Mọi người cùng cố gắng để có thật nhiều phần thưởng hơn nữa nha. Đây, okay. Mình ăn cho các bạn xem. Wow. Thử ăn nha. Wow. Sô cô la này mềm mất rồi các bạn ạ. Mẹ ăn nha. Bây giờ mình sẽ cắt cái bánh khổng lồ hình nút bạc này để chia cho các bạn và mọi người cùng ăn nha. Đây là cái đĩa ăn được của mình. Wow, đĩa mà ăn được. Wow. Ui, hình trái tim luôn đấy. Trái tim sô-cô-la đấy các bạn ạ. Wow. Mời các bạn nhá. Đây. Wow. Đó, của Lộc TV. I love you. Wow. Chiếc bánh sinh nhật siêu to khổng lồ của mình. Ây không, chiếc bánh hình nút bạc siêu to khổng lồ của mình. Bây giờ mình sẽ dùng thìa để chúc. Ngon thế. Đây, của mẹ đây. Của em đây. Em xin. Và của mình đây. Mời tất cả các bạn ăn chiếc bánh kem hình nút bạc của Lộc TV nha. Đúng rồi. Đây, mình sẽ ăn chỗ bánh bông lan. Rồi. Mình sẽ ăn cái chỗ màu xanh nha. Bánh bông lan rất là thơm và mềm. Wow. Bánh kem ăn rất là ngậy luôn. Đúng rồi, thơm và ngậy. Ui. Này, cái Lộc TV miếng. Ngon không? Kem rất là thơm. Ui. Wow, ngon không? Ngon quá. Ngon cực luôn. Em ơi, ra đây chị bảo. Chị bảo gì?
mấy ngày? Đúng rồi, quả đậu, đậu mì tôm. Một tháng nay nhà mình chỉ ăn mì tôm cho nên đầu cũng thành mì tôm rồi. Cảm ơn các bé. Đẹp nhỉ? Mình gọi là hơi bị quắc cái. Chuyện gì mình nói? Minh Mali, Minh Mali. Thôi. Rất đẹp luôn, em mình bôi kem lên mặt là đẹp cực luôn ấy các bạn ạ. Chị ơi. Thôi. Oh my god, các bạn ơi, yêu mình bôi cho mình ngay lên hết tóc bánh mì tôi à nhá. Lên hết tóc mì tôm rồi. Ngon quá. Kem ngon thật đấy. Mình đến đây là kết thúc rồi, các bạn xem hãy nhấn like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ mình nhé.